Ở cái bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về vì sao chúng ta đang được sử dụng một cái sản phẩm của giá là 2.700 mà chúng ta lại được sử dụng với sản phẩm ở 199 đô, đúng không ạ? Ở các bài trước, bài design MTI, SMA, đúng không ạ? Chúng ta hiểu rất sâu. Và bây giờ chúng ta hiểu được đầu tiên tiền thân của SMA, tiền thân đó là Pip Grapher, đúng không ạ? Và nâng cấp lên sau này có SMA Pro, đúng không ạ? Và cái sản phẩm này được phân phối cùng với cái khóa học với 2K7 và 3K5, rất rất nhiều. Thì chúng ta phải tìm hiểu MTI như thế nào, đúng không ạ? Đầu tiên MTI, tôi có Việt hóa là MTI Việt Nam. Trước khi vào MTI Việt Nam, chúng ta phân tích một chút các tín hiệu về SMA, đó link của Mr. Gary, MTI Market Trader, đúng không ạ? Và Forex từ 2% đến 10% lợi nhuận, SMA tiền thân là Pip Grapher và được sử dụng, đúng không ạ? Rất rất nhiều các vấn đề về đấu nối thì chúng ta vào MTI nó ra sao. Và đây là MTI Market Trader. Market Trader này thì chắc chắn là ông Nat và bà Nat đã tìm hiểu để đưa ra cái việc hợp tác để tạo ra một sản phẩm, đúng không ạ? Tạo ra một sản phẩm và người ta thấy rằng là MTI với các cái mô hình kinh doanh truyền thống, đúng không ạ? Đưa ra các khóa học, đúng không ạ? 2 ngày, 3 ngày rồi được khuyến mại ra sao, rồi hình thành ra sao, đúng không ạ? Đấy, Trade Today, Get Start rất rất nhiều, đúng không ạ? Đấy, các chiến lược, các vấn đề về Zoom, về marketing, rồi vân vân, đúng không ạ? Các sản phẩm, đúng không ạ? Các vấn đề về hệ thống network, các vấn đề về đào tạo, đúng không ạ? Các site map, vân vân, đúng không ạ? Và online university subscribe và log in đấy, chúng ta sẽ thấy họ có rất rất nhiều các pay này. Đấy, đây là cái cấu trúc, đúng không ạ? Của MTI. Các vấn đề về chính sách, các vấn đề về khóa học, đúng không ạ? Các vấn đề về team, chúng ta sẽ nhìn rất sâu. Và người ta bán với cái giá là 2K rưỡi trở lên, đúng không ạ? Và từ đó chúng ta thấy được họ bán trực tiếp, bán direct ấy. Ví dụ tôi bán khóa học, tôi bán trực tiếp. Thế nhưng mà cái anh chat này, đó anh ấy phân tích và anh nói rằng chúng tôi muốn bán MLM để phân bổ hàng triệu sản phẩm thay vì họ bán hàng nghìn sản phẩm, đúng không ạ? Đó là cái tư duy đầu tiên, là cái tư duy đó. Thế do đó nếu chúng ta là người bình thường thì không thể thuyết phục, đúng không ạ, ông Gary này được, đúng không? Đương nhiên bởi vì hệ thống FX họ rất bảo thủ và họ có một kênh phân phối riêng, kênh phân phối riêng. Và trong cái việc bán hàng nó liên quan đến kênh phân phối. Một người bán truyền thống, ok, 3K, 2K7 bán trực tiếp 1.000 sản phẩm. Ok, người MLM, đúng không ạ, với profile profile khá là tuyệt vời của ông bà Nat và Chanida, với cái hệ thống MLM, đúng không ạ, rất tốt, thì đương nhiên họ bán 199, đúng không ạ? Và họ bán đến 1 triệu người và phân phối các quốc gia, nó vẫn là quy mô thôi. Đó là lý do. Và chúng ta cũng nhìn thấy rằng là gì ạ, toàn bộ tất cả những cái MLM thông qua 199 đô thì chúng ta có 2 cái phương thức. Phương thức thứ nhất là 199U cho cái việc sử dụng tín hiệu và xây dựng hệ thống. Đương nhiên ở Việt Nam chúng ta có gói 1.500U cho 12 tháng và được tiết kiệm hơn và được kinh doanh với SMA. Đó đó là cái lý do. Vậy thì đầu tiên chúng ta phải thấy được là hệ thống nếu muốn bán direct thì chắc chắn số lượng ít, nhưng MLM người ta phải có profile tốt, người ta có một cái trình bày là họ có thể xây dựng hệ thống được toàn cầu và bán với sản phẩm siêu Việt, đúng không ạ? Thế thì trước đó, đúng không ạ, chúng ta nhìn thấy Chief Executive, đúng không ạ, President đấy, Jarea Martinez đấy, Jacob đấy, đấy, rất rất nhiều các thành viên đấy, Gary Fichat đây, đúng không ạ, chuyên về trading. Vấn đề là các ông này, đúng không ạ, đưa ra cho chúng ta được các cái thông tin để chúng ta biết được các sản phẩm về trading, là ông Gary Fichat, ông ấy có được cái kinh nghiệm để chúng ta vượt bão, đúng không ạ? Rất rất nhiều các thông tin ở đây đó.
ông ta là hybrid trading room đúng không ạ, mở phòng room với các thứ rất rất nhiều. Thế thì chúng ta nhìn đây đúng không ạ, Pip Draper cũng rất nổi tiếng đúng không ạ, đó là lý do đúng không? Đó là lý do mà chúng ta xem xét được các cái hình ảnh của Pip Draper đúng không ạ, rất rất nổi tiếng đúng không? MTI đúng không ạ, các vấn đề về SMA bài dài đúng không ạ, cũng rất nổi tiếng. Thế thì chúng ta Google, chúng ta tìm hiểu, chúng ta thấy là cái Academy cũng như là toàn bộ tất cả các thông tin, các cái cách để xây dựng nó, đó là cái mà chúng ta thấy được vì sao MTI lại có thể bán từ 2007 mà xuống 199 này như vậy, là cách xây dựng hệ thống đó. Đó.